Chào các bạn, mình là Thắng đây. Thì hôm nay là mình sẽ ghé thăm một em trai cũng tên Thắng ở thành phố gì ta? À, Greenville, South Carolina, tiểu bang South Carolina, thành phố Greenville. Và em có nhã ý là dẫn cho mình đi khu Việt Nam với lại những cái đẹp ở thành phố đó. Rất là vui ha. Thì từ đây cho đến đó là 1.5 tiếng chạy xe. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là -1°C. Và khi tới giữa chiều thì nó sẽ lên 7-8°C và thời tiết khá là lạnh ha. Phải nói là hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mặc dù thời tiết lạnh nhưng mà có nắng thành ra cũng ấm, cũng đỡ. Thì hy vọng là hôm nay mình sẽ có những cái thước phim đẹp, màu sắc cho các bạn ha. Nào chúng ta cùng đi. Chào em Thắng. Ồ, Thắng luôn. Chào anh. Anh quẹo vô anh đâu có dám vô, mà sợ lộn nhà. Đây là nhà của em Thắng ở bên South Carolina ha. Trong nhà chân quy ông Phật quá bự luôn. Rồi, có cây thông rồi có cá. Cá trống đâu hết rồi em? còn nhỏ xíu nữa. Ok. Mimo, đó, Mimo. Đen rồi Mimo cam. Mấy bồ đấy? Chết 4 con rồi. Em nuôi hả? 30. Ồ. Chết 4 con. Đẹp á. Đây là em Thắng ở South Carolina ha. Mới có 16 tuổi có chiếc xe chạy. Anh Thắng chạy chiếc Acura này mấy chục năm rồi đó. Khỏe quá, hôm nay có người chở mình đi chơi. Chứ thường là anh tự thân vận động không á. Người giỏi mới đi xa như vậy được. Mà đi cái này vui có vui nhưng mà cực lắm á em. Lúc vui lắm, lúc cực. Tại vì em lái xe liên tục nè. Rồi em đi chơi. Hôm nay có cái chị trên mạng chị nhắn cho anh. Chị ở Hawaii. Chị nói ha, mẹ của chị mới qua đó. Mới qua Việt Nam, mới qua. Coi của anh đỡ buồn. Nghe cũng vui. Tự nhiên mình cũng có khán giả mà người lớn tuổi. Mới qua coi clip của anh đỡ buồn. Em cũng có bà cố coi. Trời ơi, bà cố coi. Bà cố 80 mấy tuổi rồi đó. Mà coi luôn hả? Yeah. Coi nói gì không? Coi vui đồ. Ok, tụi mình đi ngang downtown quay hình này kia ha. Thắng em qua đây được mấy năm rồi? Dạ, 4 năm. 4 năm, em thích nước Mỹ không? Dạ thích. Thích hả? Rồi, có tính toán gì tương lai chưa? Dạ, em cũng chưa biết. Rồi, có sở thích gì mà hay hay không? Sở thích? Em thích chơi bóng rổ. Chơi thể thao nè. Thích đi du lịch này kia giống anh cũng vậy. Dạ, thích đi du lịch. Ok. Muốn đi du lịch là mình cũng phải có sức lực nào, với lại mình cũng phải có tiền, với lại là mình cũng phải lì chút xíu. Dạ. Yeah. Chứ mà muốn đi du lịch giống kiểu của anh á là anh bỏ việc nè, rồi anh cũng phải tiết kiệm tiền rồi mới đi được. Chứ nhiều người ta cũng tiền bạc rồi cũng nhà cửa rồi cũng vợ con gia đình nhiều thứ á. Rồi cứ thế mà cái tuổi trẻ của người ta nó qua. Cái rồi người ta bám chặt với nó luôn, người ta đâu đi được như anh. Mà sau này anh lấy vợ thì mình phải có trách nhiệm với người ta. Mình gia đình nữa chứ đâu tự nhiên cứ đi hoài. Thì bây giờ là anh đi nè chứ mốt là anh đi rồi đó. Đi chắc cũng được 1-2 bang thôi chứ còn mà đi cái kiểu vậy ai mà chịu. Mà mình không biết là mình đang đi đâu. Nghe thấy ớn quá. Đi mà không biết đi đâu. Để coi. Yeah. Này là thành phố Greenville ha. Trời đẹp quá trời luôn. Nhẹ nhàng, vui vẻ. Ở
ở Des Moines mình cũng có cái này mà bự hơn cái này nữa. Mà ở đây đông vui thiệt á. Đông vui quá. Vô. Yeah. Ta mướn dài, mướn đồ. Vui ha. Đông nữa. Cái này có một cái ô rồi thôi mà quá trời luôn. Hồi bữa anh đi Chicago nó có bự luôn, em chắc có coi em thấy không? Trời ơi cái thác đẹp nha. Ngoài kia có cái súng. Nghĩ là hôm nay tôi có chỗ tá túc rồi. Ba em giống. Thoải mái hả? Thoải mái. Thế à? Ba em giống. Nhưng mà anh sợ anh ngại nè. Bây giờ anh bắt đầu anh ngại rồi đó. Thôi em mà chắc không được đâu. Ba em kết bạn đồ dễ lắm à. Vậy hả? Cầu này có ai bao giờ ai nhảy xuống cho em? Đẹp quá nè. Đã ha, trong thành phố mà có mấy cái cảnh này cũng hay á. Giờ lá nó đụng được rác không? Có bạn gái chưa? Chưa hả? Để anh mai cho các bạn nào rảnh rỗi làm quen với anh Thắng này nghe. Sớm đâu sớm. Chuyện này là không có sớm, bây giờ là 10 anh nè, anh mới sanh ra anh biết yêu rồi đó. Anh yêu ba yêu má của anh. Chứ không, chứ giờ em 16 tuổi biết yêu là phải rồi. Ở đây là cái khu vực rồi, mấy cái nhà mà để vẽ đó. Ồ, vẽ đó, đó. Cái đó gọi là gì? Yeah. Giống khu vực rồi. They have like really cool way to promote stuff. You want to take a picture of our band that's going to play? Yeah, okay. Absolutely. The band. They're called the Watchtower Incident. They're going to be playing 1-3. Hồi nãy có cái bà Mỹ á, bà Lợi, mình cứ nghĩ là bà không cho mình quay phim. Ai nhà bà kêu mình quay giùm bà thôi. Cái này là dưới chân cầu rung ha. Lát hồi mình sẽ lên đó mình rung cái cầu. Cái cầu này em Thắng nói là hả, nó có thể rung được. Đứng yên mình cảm nhận. Có cái cặp tình nhân nè, vui vẻ nè ha. Thương quá trời luôn, cảnh đẹp quá trời đẹp. Lại hỏi thăm coi. Mày té xuống rồi vui luôn á. Ôi. Cái này giống ở Đà Lạt á em, thác ở Đà Lạt á. Ôi trời ơi cái cầu nó cong đẹp vậy em. Beautiful. Có nhắn gì chưa? Nó không sợ tôi không ta? Mà nó thường nó ăn cái gì em? Ăn kẹo chót là không? Chứ nó hỏi nó ăn chặt chocolate thôi. Chocolate, yeah. We'll be right back.
bớt nhẹ là 150 đô. Yeah, 150 đô một bức tranh ha. Còn cái này là khăn hoàng thì 120 đồng, đủ giá hết luôn nha. Yeah. Đặc biệt là cái bức này là 600 đô. Em nghĩ nó làm bằng chất liệu gì á? Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, that's the bean. 650 đô. Cái này là ở Chicago mình đi rồi đó. Các bạn có thể thấy cái người chụp hình right here. Yeah, the photographer right here, right? The portrait of the artist, self-portrait of Al Kaiser. Yeah. Yeah, Chicago, the bean. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Ngày này mình nghĩ tới là Maryland. This is shrimp boats in Charleston. Oh, is it close to here? Charleston, South Carolina. Oh, okay, yeah, South Carolina. And Barcelona? Ireland. This is right here. This is Barcelona. Yes, all the country, right? Yes. Yeah. And Ireland. That's the coast of Ireland there. That's Quebec City, Canada. Yeah, now I think I should buy a good camera to take picture. Pretty. I thank you so much. Yeah. You're amazing. Thank you. Thank you. Happy holidays. So these are all the artists here in this row. It has all the different artists' name. And we're right. Where are we? I don't have my glasses. Oh, the name and the phone number and the email. He does a lot of live performances. These are a really great group of artists. And we are right here. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Yeah. Bây giờ tụi mình bước lên cái cầu cong này ha. Thì em Thắng này nói là cái cầu này nó có thể nhúc nhích nếu mà mình đứng yên. Super. Mình cảm nhận. Em nói anh là không thiếu. Mà cái người bước yên cầu nó mình cảm nhận không? Yeah. Phải chưa? Cái cầu này nó còn nhúng mắc cười lắm. Bây giờ mình lên xe mình đi tới chợ Việt Nam. Ok, hôm nay có tài xế riêng luôn, quá sướng. Giờ tụi mình đi chợ Việt Nam ha. Nói chung là hôm nay thời tiết rất là đẹp. Tuy hơi lạnh nhưng mà nắng đẹp. Khi mà quay phim này thì nó lên cái nước hình nó sẽ đẹp cho các bạn xem ha. Em Thắng em chở mình tới Sài Gòn Market ha, mình đi dạo vòng thêm kiếm chỗ ăn. Thì cái chợ em Thắng nói cũng nhỏ nhưng mà được đông đảo bà con ủng hộ. Dễ tính vậy ha. Cái chợ này nó cũng nhỏ. Hôm nay thứ bảy tôi chẳng quen rồi trời. Thắng nó quảng cáo đông lắm. Ok, quay hình gì nó dễ. Thì các bạn muốn ăn đồ Việt Nam á thì cứ ghé cái chợ này ha. Nếu mà ở South Carolina thì bán đầy đủ các món mình để mình nấu phở, nấu cơm, nấu canh gì đó. Phải nói là cái chợ này nó sạch sẽ gọn gàng em. Cút á. Ăn cái gì vậy? Yeah. Cái khu này thì có cái phở 99. Rồi có anh Trí kế toán khai thuế, mùa khai thuế cũng gần tới ha. Rồi có anh Phan là hớt tóc, rồi có sửa máy tính này kia cái nọ. cái chợ nho nhỏ sạch sẽ kia. Tụi mình không có đi đâu hết, tụi mình vô phở 99 ăn luôn. Vô đi cưng. Vô đi.
Nay là được ăn phở nữa. Để coi món gì đây. Ở đây thì chủ người Việt. Em thường ăn cái món gì? Ở đây du sinh nhiều không em? Lấy chắc cho lấy tô phở đặc biệt 99 rồi. Thiếu một nó là 100 rồi đó. Em có món rồi không? Dạ em có đặc. Phở đặc biệt 99 thiếu một thành 100. Nhân viên đẹp trai quá trời luôn. Quá ngon. À, bất ngờ ha. Anh chàng Vinh, anh Vinh này 28 tuổi. À, lúc mà tính tiền á không có lấy tiền. Cũng vui, nói chung là cái chuyến đi của mình thấy nó càng lúc càng thuận lợi chứ không có khó khăn nữa. Tình cảm của người Việt Nam mình cũng đông đầy, cũng dễ thương. Nói chung là cái chuyến đi của mình cảm giác nó khỏe hơn, nó vui hơn nhiều. Ok, nói chung là cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Chào tạm biệt phở 99. Nào chúng ta đi lên đường đi tiếp. Bây giờ mình vô cái chỗ này gọi là Paris Mountain à, ở Mỹ nhưng mà cái ngọn núi được tên là Paris. Hơi bị ngộ. Dạ em thắng em nói thì có nhiều cái để mình thưởng lãm. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn anh Vinh ha, đã cho mình một bữa ăn tình cảm dễ thương vô cùng. Cái đường đi của cái núi Paris này nó hơi ngoằn ngoèo ha, thành ra lái xe cũng phải lụa lắm mới đi được nha. Đó, đường cong cong nè, khuất nè, mình lái chậm rồi ở bên đây là dãy núi ha. Thành ra mình lái cũng cẩn thận, hơi ớn, hơi phiêu. Đường nào cũng lên đó hả? Dạ, đường nào cũng lên. Đường nào ngắn nhất? Mà hai bên nó khác nhau, bên này nó có bên nào đẹp hơn? Bên này nó có cái cầu. Em đi cái cầu đi. Khó bắn đầu vô đây. Em không biết, nó đã không biết đi. Chết được à. Lấy cái led nè, mình đây nè. Ờ, ok. Rồi mình sẽ đi đâu? Em là người ở đây thành ra em cứ dẫn anh đi. Giờ lên đây là mình... Cái này là đỉnh nè. Ok. 1720 là đỉnh đó. Và cao nhất. Ô 1780. Đỉnh khác. Mình đi đường này đi. Đi. Go. Let's go. Đi ở đây nó có cây cầu ha. Cây cầu nó nhìn như thế nào thì mình chưa biết. Đi cho biết. Cái cầu này. Ok. Bây giờ mình đang cúc bộ lên đỉnh. À, núi Paris Mountain có cái cầu này kia nọ đẹp vậy đó, thì hy vọng là đẹp nhưng lại đi cho nó tiêu cái tô phở. Người ta đếm đỉnh này ở bên Paris qua đó. Thì mình có một câu hỏi là mình không biết là tại sao đặt cái tên cái núi này là Paris trong khi ở này là Mỹ chứ đâu phải Pháp đâu. Ok thì lên đỉnh núi rồi nhìn cái quay cái cảnh xuống đẹp cho các bạn thấy ha. Sẵn rồi mình tập thể dục luôn cho ốm bớt. Bây giờ đi lên anh đi xuống mà cũng chết. Đi lên cũng chết, mình đi xuống cũng chết. Mệt quá. Nghỉ chút xíu này coi. Bây giờ đi đâu? Đi lên đây. Xui là cái là cây nó che ha, nhưng mà ở dưới á, là ở đây là mình trên cao, còn dưới kia dưới thấp á, nó có cảnh đẹp. Nhà cửa rồi cây cỏ nó vàng xanh nó mắc cười á.
nè, nó tỉ tỉa nè. Ờ, ở trên lê lạnh quá, đá nó kết lại nè. Đá kết lại sọc 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 này. Giống sợi mì, sợi bún, giống sợi miếng này. Nhưng mà nó là đá. Đá nó đông giống như cọng mì, cọng miếng nè. Bây giờ mà có cách treo đi nó sướng biết chừng nào. Mỏi giò quá. Qua đuôi, đúng không Thắng? Dạ đuôi. Đẹp á, cảnh đẹp. Đỉnh đẹp muốn khóc luôn. Cây này cây khoai mì ha em. Giống lắm luôn á. Lá giống như cây khoai mì. Cái này là cái hồ ha. Khá là đẹp, nếu mà các bạn có thể đứng ở đây. Qua màn hình nó hơi bị tối. Rồi có cái nhóm người ta đi cắm trại ở ngoài đằng kia kìa. Là người ta đi cắm trại. Có thể người ta ngủ qua đêm ở đây. Thắng, đố em số 5 này là nghĩa là gì? Dạ không biết. Là mình không được đi hơn cái tốc độ 5. 5 mai ok. Đi chậm hơi đi nha, anh hơn là cảnh sát bắt. Em mà đi nhanh quá là cảnh sát nó cho tích kẹt nha. 5 km thôi. 5 mai thôi. Xả nước chưa vậy? Đây là cái cảnh cái hồ ha. Mình đi ra tới rìa rồi. Phẳng lặng. Có cái nhóm mà đi cắm trại là bên kia. Bên ngón tay của mình nè, bên đây nè. Đó, cảnh lá này nó vàng vàng, xanh xanh. Tắm không em? Tắm không? Không có đồ. Đồ nước mát lắm á. Mà không có đồ. Ừ, tắm cái nước này xong rồi về chôn luôn. Giờ đi lạc đường rồi tính sao Thắng? Ở đây luôn nha. Ngủ ở đây luôn. Trời chuẩn bị tối rồi. Bây giờ là cùng lắm là mình đi lạc thôi chứ có cái gì đâu mà em phải sợ. Đúng không? Cùng lắm mình chỉ đi lạc thôi. Oh yeah. Cái cảnh này mặt trời lặn ha các bạn ha. Rất là đẹp. Đẹp không thể tả luôn. Đẹp quá. Quá đẹp. Quá mệt. It's beautiful man. Ồ có chăng nữa kìa. Ôi trời. Có chăng luôn. Quá đẹp. Hồi nãy anh chạy xuống cái dốc anh thấy. Mà quay xuống cái rừng á. Đâu gì đâu nguy hiểm, cùng lắm chết thôi. Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành được cái vòng đi núi này ha. Yeah. Thắng lần sau em đừng có dẫn anh đi nữa nha. Anh cảm ơn em rất là nhiều nha anh Thắng. Đi nữa mới vui chứ. Đi cái này như hành xác. Sophia, Sophia, mẹ, mẹ. Hùng mấy con, hùng. Ôi trời, cưng quá à. Nhạc phẩm Be Suspect. Ở hát ở nhà của em Thắng ở South Carolina. Không bao giờ thật lòng yêu anh không nghe. Cớ sao người vội vàng trao anh đi tình yêu. Ông cách ơi, ông, ông. Mang bao niềm đau, mai trách thằng mình vì để mất em. Nhưng mà sao em lại ra đi cho tình yêu yêu tình bên nhau của ta. Người hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lâu tay yêu nhau mà không thể bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em còn yêu anh thôi là yêu em đã nói với anh. Đành lòng cất bước quay mặt đi mấy cần những bước quay mặt không thể không cho em một câu yêu thương. Trời thấy thèm quá, đã quá. Hôm nay em Thắng đừng ngủ với anh Thắng, sướng quá nha em. Quá sướng quá em Thắng ơi. Hai thằng Thắng ngủ sáng coi như Đức Thắng luôn. Thắng ơi, tối ngủ ngái quá trời ngái luôn à. Ngái gò. Im luôn hả? Tao ngái nữa, nãy sao giờ không ngái nữa. Tao ngái dữ lắm rồi.